Bầu Hiển tiết lộ chuyện buộc câu lạc bộ ở Hà Lan cho Văn Hậu đá SEA Games. Câu lạc bộ Hà Lan không đồng ý cho Văn Hậu về SEA Games thi đấu, nhưng tôi nói rằng điều kiện tiên quyết trước khi đàm phán là Hậu phải được về thi đấu tại SEA Games, Bầu Hiển kể. Tối ngày 11 tháng 12, ông Đỗ Quang Hiển, tức Bầu Hiển, Chủ tịch của Hội đồng Quản trị Tập đoàn T&T, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Hà Nội, SHB, đã đến dự buổi gặp gỡ giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và hai đội tuyển bóng đá nữ và nam. Bầu Hiển chia sẻ đến giờ phút này, bản thân ông vẫn còn đang hạnh phúc bởi chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam đã thể hiện niềm tin, ý chí, tinh thần và khát vọng của dân tộc. Với ông, bóng đá đã ngấm vào trong máu thịt. Đến với bóng đá, trước hết phải có tình yêu và niềm đam mê thì mới đồng hành, chia sẻ được. Những lúc vinh quang, những lúc đau khổ. Vì bóng đá có những thời kỳ rất đau khổ, không chỉ là tiền mà còn rất nhiều khó khăn, cơ cực và cả tiêu cực. Nhưng nếu có tình yêu thì sẽ cùng nhau quyết tâm vượt qua và có vinh quang như ngày hôm nay, Bầu Hiển chia sẻ. Chủ tịch tập đoàn T&T gửi lời cảm ơn lãnh đạo đảng, chính phủ, quốc hội đã rất tin yêu và quan tâm cho đến bóng đá Việt Nam. Ông cũng gửi lời cảm ơn hàng chục triệu người dân, cổ động viên luôn đồng hành cùng môn thể thao vua. Điều này chính là niềm hạnh phúc của vận động viên khi đằng sau có cả dân tộc. Nhắc đến Đoàn Văn Hậu, cầu thủ đã ghi cú đúp giúp U22 Việt Nam giành huy chương vàng trong trận chung kết. Bầu Hiển nhắc lại kỷ niệm năm 2007, ông về Thái Bình và xem Văn Hậu đá giải nhi đồng lúc 9 tuổi. Ngay sau đó, Bầu Hiển đã chú ý đến cầu thủ này. Để Hậu được thi đấu ở SEA Games 30 lần này, Bầu Hiển cho biết ông phải đàm phán rất khó với câu lạc bộ ở Hà Lan. Câu lạc bộ ở Hà Lan không đồng ý cho Văn Hậu về SEA Games thi đấu, nhưng tôi nói rằng điều kiện tiên quyết trước khi đàm phán là Hậu phải được về thi đấu tại SEA Games. Nếu không, có trả hàng trăm triệu đô tôi cũng không chấp nhận đàm phán, Bầu Hiển kể. Với sự kiên quyết của mình, cuối cùng, câu lạc bộ Hà Lan đã chấp nhận và đưa điều khoản của Bầu Hiển vào hợp đồng. Điều này đã tạo cơ hội để Văn Hậu góp sức cùng với toàn đội giành huy chương vàng về cho đất nước. Cũng vì vậy mà sau trận chung kết môn bóng đá Nam SEA Games 30, hậu vệ Đoàn Văn Hậu sẽ bay thẳng từ Philippines sang Hà Lan để hội quân cùng SC Heerenveen để chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo của đội bóng này tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Cũng chính vì vậy mà sau trận chung kết môn bóng đá Nam SEA Games 30, hậu vệ Đoàn Văn Hậu sẽ bay thẳng từ Philippines sang Hà Lan để hội quân cùng SC Heerenveen để chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo của đội bóng này tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Theo kế hoạch, sau trận chung kết SEA Games 30, ngày 11 tháng 12, U22 Việt Nam sẽ cùng đội tuyển nữ Việt Nam đáp chuyến bay từ Philippines đến Hà Nội và dự kiến sẽ có buổi lễ đón tiếp cả hai đội tuyển ngay tại sân bay Nội Bài. Trong trường hợp U22 Việt Nam giành chiếc huy chương vàng thì Văn Hậu chỉ có thể chung vui cùng các đồng đội cũng như là bạn huấn luyện trong khoảng thời gian vài tiếng đồng hồ. Nhưng vì quy định của đội bóng Hà Lan nên lúc đó anh phải gác niềm vui sang một bên để chuẩn bị cho hành trình mới tại châu Âu. Việc này Hậu đã báo cáo và nhận được sự đồng ý từ ban huấn luyện cũng như lãnh đạo đội bóng. Vừa qua, khi Văn Hậu trở về khoác áo U22 Việt Nam tranh tài tại SEA Games 30, SC Heerenveen thường xuyên cập nhật tình hình của hậu vệ 20 tuổi này và đều đặn dành các lời chúc trên fanpage sau khi anh cùng đội tuyển giành những chiến thắng. Trước đó, theo thỏa thuận với câu lạc bộ Hà Nội, đội bóng Hà Lan đã đồng ý để Văn Hậu về khoác áo U22 Việt Nam dự giải đấu tại Philippines và chính điều này khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo khá hài lòng bởi đây được xem là chính sách cởi mở của SC Heerenveen, nhất là trong bối cảnh SEA Games không được thuộc hệ thống FIFA Day, nên về lý thuyết họ có thể từ chối quyền nhả cầu thủ. Tới đây, U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Văn Hậu sẽ vắng mặt không thể cùng Quang Hải và các đồng đội dự giải. Tại SC Heerenveen, Văn Hậu đang chiếm được niềm tin lớn từ ban huấn luyện và rất có thể chỉ thời gian ngắn nữa, hậu vệ này sẽ được ra sân thi đấu ở giải Hà Lan.